giờ lành đã tới. Sau đây, ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu để cùng chào đón cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình trở lại sân khấu để ra mắt diễn kiến toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một lần nữa xin được đồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý đã cùng bất chút gian vàng ngọc của mình đến đây để cùng tham gia tham dự chương trình lễ vu quy của cô dâu Hằng Nga sinh viên cùng chú rể Bảo Bình ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, Chí Phanh xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và sự đẹp, sự vàng, giới huy hoàng đã đến. Sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy hướng mắt về phía cổng hoa và cùng chào những pháo tay thật lớn để chào đón cô dâu Hằng Nga và chú rể Bảo Bình sẽ tay trong tay trở lại sân khấu để ra mắt diễn kiến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Ngày vui hạnh phúc là đây, nhạc tình muôn thuở đắm say lòng người, bàn tay nắm lấy bàn tay dìu nhau đi đến lâu đài tình yêu. Và nơi ấy có hoa nở trên cây, đôi ta xây mộng bên nhau suốt đời. Và đang tiến lên sân khấu tình yêu ở đôi bạn trẻ cô dâu Hằng Nga và chú rể Bảo Bình. Và toàn thể quý vị hãy đổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cô dâu chú rể nào quý vị ơi. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, con người thì có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội mới nở cành xanh lá, sông có nguồn mới bể dòng sông sâu. Và đôi bạn trẻ cũng từ đâu mà có, cũng chính là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những bậc làm cha làm mẹ. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên sân khấu về phái đàn họ nhà gái. Xin trân trọng giới thiệu các bố là Lò Văn Đụt và mẹ là Lò Thị Liên cũng sẽ trở lại sân khấu để ra mắt diễn kiến cùng cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời và kết tình thông gia với gia đình họ nhà gái của chúng tôi về phái đàn họ nhà trai. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên sân khấu các bố là Lò Văn Xuân và mẹ là Lò Thị Hé sẽ trở lại sân khấu để ra mắt diễn tiến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Phái đàn họ nhà gái có bố là Lò Văn Đụt và mẹ là Lò Thị Liên sẽ đứng về phía cô dâu xinh đẹp Hằng Nga. Và xin trân trọng kính mời phái đàn họ trai nhà trai có bố là Lò Văn Xuân và mẹ là Lò Thị É sẽ đứng về phía chú rể đẹp trai. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đang hiện diện trên sân khấu tình yêu là những nhân vật chủ chốt để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Một lần nữa cho ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng chào đón tới toàn thể quý vị khách quý đã bất chút thời gian vàng ngọc của mình đến đây để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Trong quá trình tiếp đón cũng như là tổ chức chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong rằng quý khách gần xa sẽ bỏ qua cho ban tổ chức người gia đình phần nhiều. Và để thay cho lời cảm ơn cũng như là lời chào, sau đây xin trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ cúi đầu một cái thật sâu để thay cho lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cây trăm cành cũng về một cội, nước ngạt sông cũng hội một dòng, dấu ai đây đục tình trong, anh ấy yêu em xin nguyện ngàn năm chẳng rời, để rồi sự thật đây rồi hai bạn ơi, hai bạn bên nhau suốt cuộc đời, hội hôn chúng tôi rất phấn khởi, chúc trai bạn sống vui tươi, mà đã yêu nhau là phải đắm phải say, yêu nhau là phải lở đất long trời, để những con bướm đập rồi lại bay, ra về anh nắm lấy tay, nhưng anh không nắm mà ôm ngay cái đầu, hai bạn tình cảm âu sầu, khiến cho năm tháng dãi dầu bên nhau, giờ đây anh trước em sau, để cho hân ngộ xe duyên cho đời. Các vị quan khách đã được long trọng kính mời đến đây để chúc trai bạn trọn đời ái ân. Hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật lành, là ngày 28 tháng 12 năm 2023, tức ngày 16 tháng 11 năm Quý Mão, là ngày hai gia đình dành để tổ chức lễ vu quy cho cô dâu Hằng Nga sánh duyên cùng chú rể Bảo Bình. Và được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương, được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của đôi bạn trẻ, sau đây ban tổ chức chúng tôi sẽ không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa. Lễ vu quy của cô dâu Hằng Nga sánh duyên cùng chú rể Bảo Bình Hằng Nga chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa.
thân mến, và màn bắn pháo bông vừa rồi đã chính thức đưa hai bạn lên vợ thành chồng. Chúc cho cô dâu và chú rể xin được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho tình hữu hảo hai bên gia đình suốt luôn keo sơn thắt chặt, mãi mãi bền lâu. Dạ vâng, kính thưa thần địa và thể quý vị thân mến, đúng thật là nước biển mênh mông không đâu đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tân tảo sớm ôm mẹ nuôi con khôn lớn, bác cả tấm thân gầy cha che chở đầy con. Và đến với ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, thì những bậc song thân phù mẫu cũng có những món quà thật là ý nghĩa đầy hạnh phúc để trao cho cô dâu và chú rể. Sau đây xin trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu sẽ trao món quà đầy hạnh phúc đầy ý nghĩa cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời. Mến đúng là nước biển mênh mông không đâu đầy tình mẹ, công cha nghĩa mẹ muôn đời ghi đặt, công nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên, mong sao con được đền đáp xứng đáng dễ thảo đẹp tên dâu hiền. Và thay lời cho cô dâu và chú rể xin được gửi chúc tốt đẹp nhất tới những bậc song thân phụ mẫu, những bậc làm cha làm mẹ đã sinh con ra nuôi con lớn khôn trưởng thành, và đến với ngày hạnh phúc của con cũng có những món quà thật là ý nghĩa, thật là hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và một tràng pháo tay thật lớn dành cho những món quà đầy hạnh phúc này quý ơi. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình bác Dương Thành, gia đình dì Diên Nủi cũng sẽ trở lại sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Và cũng xin trân trọng kính mời món quà đến từ anh Bó cũng sẽ trở lại sân khấu để trao cho cô dâu và chú rể những món quà đầy vật chất đầy hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Và thay lời cho cô dâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới những món quà gia đình bác Dung Thành, gia đình dì Diên Nủi đã có món quà đầy hạnh phúc để trao cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng thật là hôm nay pháo nổ vang trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son, rằng dâu hiền dì thảo nghe con, món quà nhỏ tấm lòng son, mẹ tặng hai đứa là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thật tài mẹ vui. Và thân thể quý vị hãy nổ ra một tràng pháo tay thật lớn dành cho những món quà đầy yêu thương này quý vị ơi. Xin cảm ơn thân thể quý vị rất nhiều. Thưa toàn thể quý vị thân mến, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức đã gửi cho cô dâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới toàn thể các quý ông quý bà cô dì chú bác các bạn trẻ nam thanh nữ tú gần xa gần, chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi bất chút thời gian vàng ngọc của mình đến đây để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được chúc cho toàn thể quý vị sẽ có một năm 2024 sẽ có một năm đại thắng, tiền bạc thì sầm sập, tiền ra thì từ từ, sức khỏe thì có dư, công danh thì tiến tới, hạnh phúc là thăng hoa nha quý vị nha. Và chúc toàn thể quý vị sẽ có một bữa trưa thật là vui vẻ và ngon miệng. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hôm nay sum họp chúc mai tình trong một khách nghĩa dài trăm năm, cau có thắm thì đôi môi mới đỏ, rượu có nồng say thì đôi má mới hồng. Và nghi lễ tiếp theo của cô dâu và chú rể là vui lễ rót rượu champagne. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến về phía tháp ly tình yêu để khôi ra những giọt rượu màu hồng, giọt rượu của tình yêu. Xin trân trọng kính mời. Xin mời chú rể đẹp trai Bảo Bình sẽ bóc khóa cho champagne đầu tiên, và chú rể hãy lắc thật mạnh đi ạ. Bóc khóa cho champagne. We'll be right back.
quay mặt vào nhau, ngoắc tay vào nhau để uống rượu ra môi, để nhà quay camera nhiếp ảnh của chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc thật là tuyệt vời ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu và chú rể hãy bước lên phía trước hai bước đi ạ, để cùng quay mặt vào nhau để uống rượu ra môi ạ. Xin mời cô dâu và chú rể hãy ngoắc tay vào nhau để cùng uống rượu ra môi. Được chưa ạ? 1, 2, 3, xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn đi nào quý vị ơi. Xin mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta cùng chạm ly của nhau đi ạ. Xin được chúc cho cô dâu và chú rể sẽ được trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Chúc cho tình hữu hảo hai bên gia đình sẽ luôn kèo sơn thắt chặt, mãi mãi bền lâu. Và ban tổ chức chúng tôi xin được làm phiền toàn thể quý vị trong một giây lát ạ. Chúng ta hãy rót đầy ly rượu của mình và cùng uống với đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi trên sân khấu được không quý vị ơi? Được không ạ? Còn bên nào ơi, hãy vào cần khái lầu tìm chén chậu và chúc mừng hạnh phúc bền cù suốt đời sống nông sang lá nát lời bắt bì của mình nữa. Còn bên phía nào nữa, được chưa quý vị ơi? Hãy rót đầy ly rượu của mình và cùng giơ cánh tay của mình cao lên để uống với đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi trên sân khấu nào quý vị ơi. Chí Phanh sẽ làm nhịp cầu nối cho toàn thể quý vị cũng như là đại gia đình hạnh phúc của chúng ta nha quý vị nha. Chí Phanh sẽ hô 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc nha quý vị nha. Được chưa quý vị ơi? 1, 2, 3, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc, xin mời. Mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và màn uống rượu sâm banh vừa rồi đã khép lại chương trình ra mắt cho cô dâu Hằng Nga sẽ diện cùng chú rể Bảo Bình. Sau đây xin trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ tiến về phía dưới để nhận những lời chúc tốt đẹp từ toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời.